Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3, 16.10 và 27.4. Chào mừng quý vị đến với chương trình Điểm báo của buổi sáng ngày hôm nay. Và chương trình này được gửi đến cho quý vị mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Dạ vâng, được phát hình từ 7 giờ cho đến 8 giờ 15. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thực hiện chương trình ngày hôm nay cùng với Minh Linh vẫn là nhà văn Chu Tất Tiến. Dạ chào chú. Xin chào Mỹ Linh và xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày đầu tuần thì chúng tôi cũng xin thưa quý vị một cái điều rất là vui vui là không biết là quý vị có nhận thấy không, là trên màn hình hôm nay có một cái màu sắc rất là đẹp. Cái màu này nó liên quan tới cái màu người ta gọi là màu pháo đó, pháo hồng đó. Cái màu pháo hồng là thường là dùng để mà đốt trong cái ngày đám cưới đó. Dạ. Không biết là cái đẹp mặc cái áo màu hồng, cái màu hồng pháo này rất là đẹp thưa quý vị. Dạ. Phải không ạ? Cái này mới lên mặt là chỉ hy vọng lucky thôi. Bây giờ chứ còn ngày đó thì chưa tới thì chỉ hy vọng lucky thôi. Không biết bao giờ mà đốt cái hoàng pháo màu này trước cửa nhà cô Mỹ Linh thưa quý vị. Dạ, lúc mà Mỹ Linh đốt hoàng pháo đó là chú Tiến làm MC đó. Dạ rồi, cảm ơn quý vị. Mong rằng quý vị sẽ có một ngày đầu tuần rất là nhiều niềm vui. Và thưa quý khán giả, sau đây vẫn là phần dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên màn tần 57.3, 16.10 và 27.4. Chào mừng quý khán giả đến với lại chương trình dự báo thời tiết ngày hôm nay. Chúng ta có thấy có một ngày thứ hai đẹp trời cho quận Cam, nhiệt độ là 72 độ cho ban ngày, 59 độ cho ban đêm, thời tiết mát mẻ. Và đến vùng San Jose, nhiệt độ là 86 độ cho ban ngày và 56 độ cho ban đêm. Thời tiết cũng rất đẹp cho vùng San Jose. Và tại Houston, Texas, thời tiết cũng rất là đẹp, có nắng, có mây rải rác ở một vài nơi. Nhiệt độ là 89 độ cho ban ngày, 79 độ cho ban đêm, kính thưa quý vị. Và qua đến ngày thứ ba thì trời sẽ nắng gắt hơn cho quận Cam, nhiệt độ là 75 độ cho ban ngày và 62 độ cho ban đêm. Tại San Jose trời nóng hơn, nhiệt độ lên đến 90 độ cho ban ngày và 56 độ cho ban đêm. Và tại Houston, Texas là 90 độ cho ban ngày và 79 độ cho ban đêm. Tuần này thời tiết của Houston sẽ tốt hơn, ở trời sẽ có nắng ráo, không có bị mưa như là tuần vừa rồi, kính thưa quý vị. Và sau đây là bài ca dao mà chúng ta chia sẻ cùng nhau, đó là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng. Đây là một bài ca dao để nói đến những cái vấn đề ở trong xã hội. Và mẹ ghẻ tức là người mẹ kế được cha của mình cưới về, thì dĩ nhiên cái tình thương dành cho người con ruột của người chồng thì nó cũng sẽ không có bằng. Cho nên là trong bài ca dao này ý nói là mấy đời gì ghẻ mà có thể thương con chồng của mình được. Cũng giống như bánh đúc là một cái loại bánh được làm từ bột gạo thì không thể nào có xương ở trong đó được. Dạ, đây là vài ca dao mà Mỹ Linh tin rằng nó phản ánh được cái vấn đề của xã hội. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Xin kính chào tạm biệt. Kính chúc quý vị sẽ có một ngày thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Và kính thưa quý khán giả, vừa rồi là phần dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Và sau đây là những con số cập nhật cho coronavirus để chúng ta tìm hiểu thêm. Cả thế giới có 10.228.319 người đã nhiễm và số người đã tử vong là 503.985 và số người đã khỏe mạnh là 5.546.444. Dạ, và tính đến nay thì nước Mỹ vẫn là số của quốc gia có đông người nhiễm nhất, lên đến 2.631.768. Tiếp đến là Brazil là 1.344.134 và tiếp đến là nước Nga 634.437. Và tính đến nay thì nước Mỹ riêng một ngày thôi mình có 35.000 người nhiễm bệnh, 35.221 người. Nhưng mà Brazil đó là một đất nước cũng rất là nhiều khó khăn và phải nói là chật vật để mà đối phó với coronavirus, khi mà một ngày Brazil lên đến 28.202 người nhiễm bệnh, rất là đông. Tiếp đến là Ấn Độ. Ấn Độ đang reopen cũng như là chuẩn bị có những cái bước mới cho coronavirus thì ngày hôm nay lên đến 19.620 người nhiễm bệnh. Và tiếp đến nước Mỹ, chúng ta có 2.631.758 người nhiễm bệnh. Số người đã được chữa khỏi là 100, số người đã tử vong là 128.412. Số người đã được chữa khỏi là 1.090.433, chiếm 89%. Ở New York vẫn là tiểu bang có số người nhiễm gọi là nhiều nhất. Tuy nhiên, New York và cái số người mà nhiễm mới mỗi ngày đó thì không có nhiều nữa, dần dần giảm rất là tốt. Hôm nay chỉ có 544 người mà thôi. California từ vị trí thứ 5 lên vị trí thứ 2 với số người nhiễm bệnh và càng lúc càng tăng. Hôm nay California có đến 2.148 người nhiễm bệnh. Tiếp đến là tiểu bang Texas vô cùng khó khăn và nguy hiểm ở đây, là 2.628 người nhiễm bệnh. Tiếp đến là Florida còn khủng khiếp hơn, 8.580 người nhiễm bệnh cho Florida trong ngày cuối tuần, cũng như ngày hôm nay rất là vất vả cho Florida. Tiếp đến là Georgia nè, rồi Arizona,
Arizona đó cũng là tiểu bang, một trong 10 tiểu bang mà đang chật vật chống lại với coronavirus. Arizona hôm nay hơn 3.000 người nhiễm bệnh. Chi tiết hơn cho California là có 212.997 người đã nhiễm bệnh, số người tử vong là 5.914 người và số người đã được chữa khỏi là 57.989, kính thưa quý vị. Và Los Angeles, quý vị thấy là vẫn là nơi mà có số người nhiễm mới cao nhất. Tiếp đến là Riverside, vùng Orange County của chúng ta là khoảng 292 người, cũng tương đối cao cho ngày hôm nay. Nhưng mà đặc biệt giống như là cái khu vực mà San Francisco hay là San Diego là những nơi mà có số người nhiễm mới mỗi ngày rất là thấp. Và cho nên là hai khu vực này là những khu vực tương đối ổn định của California. Và quý vị thấy là ở đây là Los Angeles có 2.169 người nhiễm bệnh ngày hôm nay, chiếm gần một nửa số người nhiễm bệnh của California và là có 23 người tử vong. Và tiếp đến nữa là vùng Los Angeles, chúng ta có 146 người nhiễm bệnh mới ngày hôm nay. Tổng cộng chúng ta có 12.608 người. Riêng ngày hôm nay thì có 146 người nhiễm mới. Và cũng như là số người mà gọi là tử vong đó là 3 người. Và số người mà đang ở trong phòng ICU để cứu cấp là 170 người. Và số người mà đã được test mà coi như là positive á, cho đến hôm nay mà con số mà chúng ta test được là 7.952 người đã test mà positive. Cho nên là chúng ta phải cẩn thận nha quý vị nha. Và cho nên là mình càng lúc mình cần phải cẩn thận hơn ở những cái con số này. Và đây là những con số mà được thống kê rất là chi tiết. Cho nên là chúng ta thấy được để mình tránh, nhớ mang mask khi đi ra ngoài và nhớ mang găng tay nữa khi mà quý vị phải đụng chạm vô nhiều thứ mình mua đồ. Và cho nên là quý vị nhớ cẩn thận. Thưa quý vị, nghe cô Mỹ Linh thông báo về cái tình trạng mà virus thì tôi chắc chắn là quý vị cùng với chúng tôi có cùng một quan điểm là khi cái con số này nó tăng lên thì những cái người mà những cái trường, những cái bệnh viện, thưa quý vị, sẽ tràn ngập nhiều hơn và những người nhân viên làm việc ở đây rất là vất vả nhiều hơn. Tất cả những giới y sĩ, y tá và những người hành chính mà làm việc trong các bệnh viện mà chứa những cái người mà virus đó và nó rất là cực khổ, thì nhân cơ hội này chúng tôi cũng xin là nghiêng mình và là cái ngưỡng mộ tất cả những người chiến sĩ tuyến đầu đang là chiến đấu chống lại cái con virus kinh khủng này. Xin một lần nữa được ngưỡng mộ tất cả những người áo trắng, người áo xanh ở trên toàn nước Mỹ, thưa quý vị. Và bây giờ một cái tin nữa cũng không vui là đến với nước Mỹ, nhưng mà dĩ nhiên chúng tôi cũng phải báo ngay, mặc dù nó không có liên hệ đến California, nhưng mà cũng là một cái sự nguy hiểm cho nước Mỹ, đó là cái cơn bão sắp sửa tới tại miền Trung và miền Đông nước Mỹ, thưa quý vị. Những cái cơn mưa đầu mùa và những cơn sóng mạnh ở các bờ sông, các bờ biển, cũng như là những tiếng sấm sét nghĩa là ở trên không trung gầm Mỹ báo động là cái mùa bão đang sắp tới ở miền Trung và miền Đông nước Mỹ, thưa quý vị. Nhiều nơi đã bị cắt điện, nhưng mà cho tới giờ này thì tình trạng chưa có nguy hiểm. Thì dĩ nhiên là cái nước ở cái mực sông đã dâng lên tới 1-2 inch rồi. Ở trong những cơn mưa đầu mùa vào tháng 7, thưa quý vị. Đó là những cái điều mà chúng ta cũng nên cẩn thận. Nếu có người nhà bà con nào ở những cái vùng này cũng nên cẩn thận chuẩn bị để mà chống bão. Trở lại với cùng với Linh. Chúng ta thấy là ở miền Đông của chúng ta đó là đang bão, thì ở Trung Quốc thì còn khủng khiếp hơn là đang lũ lụt. Là tại vì cái con đập Tam Hiệp là cái con đập lớn nhất ở trên thế giới về thủy điện, lớn nhất trên thế giới, và nó ngăn chặn cái dòng chảy của sông Trường Giang, hay là một số nơi nó còn gọi là, đến một số vùng nó gọi là sông Dương Tử. Thì đây là con sông lớn thứ ba trên thế giới và đây là đập thủy điện lớn nhất thế giới. Mà khi mà ở những cái cơn mưa mà bắt đầu từ khoảng ngày 10 tháng 6 đó, nó bắt đầu nó trút xuống dần, thì đến ngày 22 tháng 6 vừa qua thì coi như nó tràn ngập hết luôn cả khu vực thành phố Trùng Khánh. Và coi như là bao nhiêu là các trạm xăng nè, bệnh viện nè, trường học, rồi khu nhà ở này kia là tràn ngập hết. Và con đập Tam Hiệp này có thể bị vỡ đập. Mà quý vị tưởng tượng mà con đập thủy điện mà lớn nhất trên thế giới, là quý vị tưởng tượng nó lớn đến mức nào mà nó tràn xuống, nó sẽ kéo luôn ngập lụt hết 10 thành phố của Trung Quốc luôn. Nó sẽ nhấn chìm cả 10 thành phố, chứ không phải là dẫn chìm mà sẽ ngập chìm trong nước. Cho nên là các nhà khoa học đang rất là lo lắng là con đập Tam Hiệp này đó là có thể trở thành một cái vấn nạn cho Trung Quốc trong thời gian rất là gần, nếu những cơn mưa tiếp tục đổ xuống và họ không có thể ngăn chặn được những dòng nước mà nó đang gọi là bị quá tải ở ngay cái con đập Tam Hiệp này. Thưa quý vị, chúng tôi không có dám nói những điều ác độc ấy, nhưng mà thưa quý vị, khi một khi cái đập Tam Hiệp này vỡ
thì có thể cứu vãn được cái cách sinh sống của những người ngư dân ở miền hạ nguồn, tức là Việt Nam, Lào và Campuchia. À, thưa quý vị, bởi vì cái đập Tam Hiệp này khi mà nó xây lên, rất nhiều nhà chuyên viên nói rằng là nó sẽ cướp hết nước biển, nước sông của những cái vùng thượng vùng hạ lưu chẳng hạn như Việt Nam. Tại vì nó ngăn chặn một cái dòng nước quá lớn. Nó ngăn chặn cái dòng nước lớn rồi. À, thưa quý vị, cái sự tham lam của người Trung Quốc nó đã đến cực điểm khi mà nó xây cái đập này, bất chấp tất cả cảnh cáo của các chuyên viên và nói rằng là sẽ có thể có ngày nó sẽ bị vỡ. Thế thì chúng tôi không mong nó vỡ, nhưng mà thí dụ mà nó vỡ thì chúng tôi cũng không có không những là không buồn mà còn vui cho cái nước Việt Nam chúng ta, tại vì nước Việt Nam cái cá này ở trên thượng nguồn nó sẽ bị ngăn lại và cũng như nước ở trên thượng nguồn cũng ngăn lại, làm cho cái ngành nghề ngư phủ ở dưới miền dưới là rất là nhưng khó. Mà thực sự mà tưởng tượng con đập Tam Hiệp này bị vỡ mà 10 thành phố của Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm trong biển thì nước, số người chết rất là cao. Bây giờ thì Trùng Khánh là coi như ngập chìm trong nước rồi, cho nên là hy vọng rằng là người ta đang mong muốn là cái tình hình nó sẽ khá hơn. Nhưng mà con đập Tam Hiệp này là đập nó từ xây dựng từ năm 1994 cho đến ngày nên nó cũng lâu lắm rồi, và đó và nó bắt đầu mà có nước á, là từ vào ngày 1 tháng 6 của năm 2003 là nó bắt đầu lần đầu tiên nó được chứa nước vô trong con đập này đó, cho nên là thực sự đây cũng là một cái giai đoạn rất là khó khăn cho cái việc mà giữ vững được cái đập này hay không. Và tiếp đến là một bản tin liên quan đến việc Ấn Độ sẽ mở một trong những bệnh viện lớn nhất thế giới để chống lại coronavirus. Khi mà tình hình số người nhiễm mới ở tại Ấn Độ mỗi ngày một tăng, Ấn Độ đã cho mở một bệnh viện có được coi là lớn nhất trên thế giới để chống lại coronavirus. Và chính quyền của có tên là chính quyền của ông Sada Petro, làm gọi là cơ quan trưởng của cơ quan y tế của Trung Quốc đã của Ấn Độ đã có một cái hoạt động lớn nhất vào ngày chủ nhật này, đó là sẵn sàng một cái bệnh viện với lại khoảng chừng 10.000 giường bệnh có sẵn và để phục vụ cho mọi người. Và có thể là nó tổng cộng là nó có khoảng 10.000 giường, thì bây giờ là 2.000 trong số này đã sẵn sàng, 8.000 giường còn lại sẽ nằm tại các tuyến cơ sở để phục vụ. Và cũng như là Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Ấn Độ là ông Amit Shah cũng như là Bộ trưởng Arvind Kejriwal của Ấn Độ đã đến thăm cái nơi chăm sóc đặc biệt này vào ngày thứ Bảy, và một cái bệnh viện mà chiếm tới 10.000 giường bệnh sẵn sàng để mà phục vụ cho những bệnh nhân. Và cho nên là Ấn Độ cũng đang bắt đầu phải chạy đua với lại cái căn bệnh này để hy vọng là số người nhiễm mới mỗi ngày sẽ giảm xuống thấp nhất có thể. Thưa quý vị, trở lại cái tin của California thì Thống đốc Newsom mới hôm thứ Bảy, đó là ngày hôm qua, Chủ nhật ngày hôm qua, đã yêu cầu 7 quận bao gồm có Los Angeles, này, Fresno, này, Kern, này, San Joaquin, Tulare, Kings và Imperial, 7 quận này. Trong 7 quận này, tất cả những cái bar, những cái hộp đêm đều phải đóng cửa hết, tại vì cái tình trạng mà virus báo động ở đây đã là đến một con số đáng ngại. Thì trong 7 cái quận này á, thì cũng có một cái số những người mà nhiễm virus cũng cao, mà tuy nhiên những cái vấn đề mà những cái bar hộp đêm ở các cái quận khác thì lại không có bị ảnh hưởng. Có lẽ là cái số người mà nhiễm bệnh ở các quận khác á, nó có lẽ là nó thấp hơn, vì người ta đã biết tự bảo vệ mình và người ta không có tràn ngập tới các hộ đêm như là ở mấy quận vừa qua. Thành ra Thống đốc Newsom sau khi mà nghiên cứu kỹ những cái bản báo cáo của y tế cũng như là của các cơ quan địa phương, ra lệnh cho tất cả các bar đó đều phải đóng cửa. Ngoài ra còn những cái bar khác thì cũng cẩn thận giữ cách ly, ông khuyên là giữ cái khoảng cách cho an toàn. Dạ, và kính thưa quý vị, đến đây thì xin mời quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 và 27.4. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo.